Vâng, tiếp tục chương trình dẫn tới xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly lên xem ca. Cẩm Ly ơi, dẫn tới cũng gửi đến cho tất cả cô chú anh chị vào trong buổi tối đêm nay, giao lưu đêm nay, cái quán là câu lạc bộ của anh Hậu là một ca khúc được mang tên Đường Tình Đôi Ngả. Nữ ca sĩ Cẩm Ly lên sân khấu. Trời đã đi từ lâu,
về cùng bên ta. Đường tình đôi ta hai hồn đi buồn thầm buồn. Anh hiểu những em nào ước muốn giao xa chân tình trong giấc mơ. Em vì chữ yêu nên đành công tính cho đẹp lòng. Chuyện tình đôi ta nghẹn ngào chấp đắm muôn cay. Nói chân biệt thì cảm ơn anh dẫn tới giờ bạn Cẩm Ly rất nhiều ạ. Tiếp tục chương trình là tới bạn Cẩm Ly đó, hay là xả hơi cái hai bản là thả lên ca lại, hay là làm luôn đi, sẵn đứng nhìn khấu rồi đừng nhắc chuyện lòng.